Thái Thiếu Phân được xem là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của đế chế phim ảnh TVB những năm 1990-2000. Tuy nhiên, khác với vẻ đẹp kiều diễm ngút ngàn trên màn ảnh, ở mỹ nhân sinh năm 1973 lại chất chứa nỗi bất hạnh, tủi nhục suốt một thời thanh xuân. Được biết, nữ diễn viên trưởng thành trong một gia đình sớm đổ vỡ, khiến cô cùng anh trai phải sống cùng người mẹ đam mê cờ bạc hơn cả việc chăm lo cho con cái. Sau phim, Lạc Thần lớn lên trong sự mắng nhiếc, tàn nhẫn của mẹ. Sớm nhận thấy con gái xinh đẹp của mình là một món hời, bà nhiều lần hối thúc Thái Thiếu Phân tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ khi cô chỉ mới 15 tuổi. Cũng chính sức ép từ người mẹ lún sâu vào con đường đỏ đen, năm 1991, người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và nhanh chóng giành ngôi Á hậu ở tuổi 18. Vì đang ở độ tuổi còn quá trẻ, bà xã Trường Tấn lao vào làng giải trí đầy thị phi mà không chút phòng bị, không người chỉ đường dẫn lối. Cứ thế, cô đi theo những lời sai khiến của người mẹ nhẫn tâm và trở thành công cụ hoàn hảo giúp bà ta nuôi sống niềm đam mê với cờ bạc. Người phụ nữ này liên tục ném sức lực, tiền bạc của con gái vào những món nợ bạc triệu đem về từ hàng loạt trận thua thảm hại trên chiếu bạc. Có lúc, mẹ của Thái Thiếu Phân nợ số tiền lên đến 10 triệu đô la Hồng Kông, gần 30 tỷ đồng, khiến nữ diễn viên lao đao tìm cách trả nợ. Cuối cùng, cô phải chấp nhận bán thân cho tỷ phú Lưu Loan Hùng, đại gia từng cặp kè nhiều mỹ nhân đình đám như Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm hay Lữ Lệ Quân để đổi lại món tiền khổng lồ. Trở thành nhân tình của doanh nhân hơn mình những 20 tuổi, Thái Thiếu Phân chịu không ít tủi nhục. Đổi lại, cô được Lưu Loan Hùng phung tiền trả sạch nợ cho mẹ ruột. Tuy nhiên, hành động này khiến Thái Thiếu Phân vướng phải nhiều tai tiếng. Thời điểm bị báo chí phanh phui mối quan hệ sặc mùi tình tiền với đại gia khét tiếng, không ít người dè bỉu, bàn tán, nói cô vì tiền mà bất chấp danh dự, liêm sỉ. Thậm chí, khi điểm lại những bóng hồng từng qua tay Lưu Loan Hùng, truyền thông Hoa ngữ không ngần ngại ví Thái Thiếu Phân là gái bao của tỷ phú khét tiếng này. Những tưởng khi đã trả dứt điểm món nợ cho mẹ, người đàn bà này sẽ chừa thói cờ bạc. Thế nhưng, bà vẫn chứng nào tật nấy khiến Thái Thiếu Phân lẩn quẩn trong vòng xoáy kiếm tiền và trả nợ. Sau những năm tháng tủi khổ, luẩn quý vì những món nợ triền miên của mẹ, Minh Tinh từng mở họp báo đẫm nước mắt tuyên bố dứt tình với bà. Thời gian về sau, Thái Thiếu Phân từng bỏ mặc quá khứ để hàn gắn với mẹ, mong bà bỏ thói cờ bạc để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, ngựa quen đường cũ, người phụ nữ ấy vẫn sa vào trò đỏ đen đầy ma lực, bất chấp sự khuyên ngăn của con cái. Đỉnh điểm, khi mẹ ruột của mình mất, bà vẫn thản nhiên đi đánh bạc mà không màng đến tăng gia. Sự việc như giọt nước tràn ly khiến Thái Thiếu Phân đoạn tuyệt với mẹ ruột cho đến tận bây giờ. Từ Áo Họ Hồng Kông đến Hoa Đán TVB. Bên cạnh câu chuyện đời tư đầy nước mắt và tủi nhục, Thái Thiếu Phân được khán giả yêu mến nhờ nỗ lực thoát khỏi cái mác người đẹp đóng phim để đứng trong hàng ngũ diễn viên thực lực. Và chính bản đạp từ ngôi Á hậu Hồng Kông 1991 cùng nhà sát xuất chúng đã giúp mỹ nhân sinh năm 1973 xuất hiện trong nhiều tác phẩm của TVB. Ít lâu sau khi gia nhập đế chế phim ảnh lớn nhất Hương Cảng, Thái Thiếu Phân ra mắt với tác phẩm Vô Ảnh Kim Đao, rồi lần lượt các vai diễn trong những bộ phim tiếp theo như Mã Trưởng Phong Vân, Như Lai Thần Trưởng Tài Xuất, Bạch Phát Ma Nữ, Bao Thành Thiên, Hồ Sơ Công Lý Năm, vân vân. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, cô đơn thuần chỉ được xem là bình hoa di động bởi chưa có những màn thể hiện đủ xuất sắc. Sự nghiệp diễn xuất của Thái Thiếu Phân bắt đầu bước qua ngã rẽ khi cô xuất hiện đầy ấn tượng trong Bí Mật Của Trái Tim. Diễn xuất tiến bộ cùng diện mạo nữ thần của mỹ nhân họ Thái đã giúp cô lên ngôi ảnh hậu TVB năm 1991. Tác phẩm cũng chính thức đánh dấu thời kỳ vàng son trong sự nghiệp của bà mẹ hai con khi cô liên tiếp tạo sức hút với hàng loạt bộ phim sau đó như Bàn Tay Nhân Ái, Lực Lượng Phản Ứng, Linh Kính Truyền Kỳ, Cầu Vồng Trong Đêm, Thám Tử Lừng Danh, Thử Thách Nhiệt Ngã, Lạc Thần. Không chỉ là minh tinh đắt giá trên màn ảnh xứ Cảng Thơm, Thái Thiếu Phân lúc này còn được ca ngợi là tứ đại hoa đán TVB, bên cạnh Quách Khả Doanh, Trần Tuệ San và Tuyên Huyên. Năm 2005, Thái Thiếu Phân bắt đầu phát triển sự nghiệp ở đại lục sau nhiều năm gây sốt màn ảnh Hồng Kông. Tuy nhiên, nhờ mối quan hệ thâm tình với TVB, khán giả vẫn thấy nữ diễn viên đều đặn góp mặt trong các dự án của nhà đài danh tiếng. Trong giai đoạn này, minh tinh 46 tuổi được khán giả yêu mến nhờ những vai diễn trong các tác phẩm như Thất Kiếm, Bão Cát, Bát Trận Đồ, Kiếm Ngấn Lệ Sầu, Lấy Chồng Giàu Sang, Mỹ Nhân Vô Lệ. Đặc biệt, năm 2012, nữ diễn viên gây sốt khắp châu Á nhờ màn diễn xuất đỉnh cao trong phim Cung Đấu Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Tác phẩm không chỉ giúp Thái Thiếu Phân khẳng định lại đẳng cấp của đại hoa đán nổi danh một thời, mà còn khiến tên tuổi của cô tăng nhiệt trở lại. Hiện tại, khi đã bước sang tuổi 48, bà xã Trường Tấn vẫn chăm chỉ xuất hiện trong vài dự án phim ảnh mới hay tham gia nhiều chương trình huyền hình. Đạo diễn Chân Hoàn Truyện từng hối hận khi mời Thái Thiếu Phân. Hậu Cung Chân Hoàn Truyện được xem là tác phẩm xuất sắc và kinh điển nhất trong dòng phim cung đấu. Dù bộ phim đã ra mắt được 9 năm nhưng vẫn luôn khiến khán giả nhớ mãi không thôi. Từ nội dung cho đến diễn xuất của dàn diễn viên đều quá hoàn hảo, đã giúp Chân Hoàn Truyện trở thành một tượng đài cung đấu khó có tác phẩm nào vượt qua được. Một trong những vai diễn tạo ấn tượng khó phai trong lòng người xem chính là nhân vật Hiếu Kính Hiến Hoàng Hậu của Thái Thiếu Phân. Tuy nhiên, đạo diễn Trịnh Hiểu Lâm từng trả lời phỏng vấn, bày tỏ ông từng rất hối hận khi mời Thái Thiếu Phân tham gia dự án này.
nguyên do là vì Thái Thiếu Phân sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông, cô nói tiếng Quảng Đông thay vì nói tiếng phổ thông như người tại đại lục. Ngay khi mới gia nhập đoàn phim, khả năng nói và diễn đạt bằng tiếng phổ thông của Thái Thiếu Phân rất kém, khiến quá trình giao tiếp giữa cô và đoàn phim gặp khá nhiều trở ngại. Chị Hiểu Lâm giải thích rằng ông đã quen với việc xem biểu cảm của một diễn viên khi chuyển lời thoại của cô ấy để xác định xem cách diễn của cô ấy có đạt tiêu chuẩn hay không. Nhưng khi đến Thái Thiếu Phân, ông phải đọc kịch bản, xem màn hình và lắng nghe cô cẩn thận, nhưng chị Hiểu Lâm vẫn không hiểu cô đang nói gì. Sau đó, vào giai đoạn đầu bộ phim mới bấm máy, ekip tốn khá thời gian và nhiều cảnh phim phải trì hoãn vì bất đồng ngôn ngữ với nữ diễn viên. Mọi thứ không được cải thiện khi Thái Thiếu Phân nói bằng tiếng quan thoại. Giữa buổi quay, Hiểu Lâm cho biết ông rất hối hận khi chọn Thái Thiếu Phân và việc quay phim có các cảnh của cô khiến ông đau đầu. Nam diễn viên Trung Quốc Trần Kiến Bân, người đóng vai hoàng đế trong phim cũng có những chia sẻ về những thách thức khi diễn cùng Thái Thiếu Phân. Anh tiết lộ rằng anh cảm thấy như đang đóng một bộ phim truyền hình Hồng Kông và cảm thấy rất khó để nhập vai vào nhân vật của mình bất cứ khi nào Thái Thiếu Phân nói lời thoại của mình bằng tiếng Quảng Đông. Do đó, Thái Thiếu Phân đã cố gắng làm hài lòng mọi người bằng cách nói lời thoại của mình bằng tiếng quan thoại. Tuy nhiên, khi Trần Kiến Bân nghe thấy tiếng phổ thông có trọng âm Quảng Đông của cô, anh không thể không bật cười. Vì vậy, cô không còn cách nào khác ngoài việc quay lại nói tiếng Quảng Đông. Tuy nhiên, vì diễn xuất của Thái Thiếu Phân quá tốt nên dần dần đã khắc phục được khó khăn này. Đạo diễn Trịnh Hiểu Long cũng không tốn nhiều công sức để hướng dẫn cho cô. Mặc dù Thái Thiếu Phân đã sống ở Trung Quốc hơn một thập kỷ nay, cô vẫn chưa thành thạo tiếng quan thoại và tiếp tục nói với giọng Quảng Đông đặc biệt. Điều này khiến cô có thể trở thành trò cười mỗi khi xuất hiện với tư cách khách mời trên các chương trình tập kỹ. Nhiều khán giả cảm thán cho rằng dù Thái Thiếu Phân không nói thành thạo tiếng phổ thông nhưng lại có thể tạo ra vai diễn tuyệt vời như vậy, quả là diễn xuất của nữ diễn viên vô cùng xuất sắc, xóa bỏ hoàn toàn rào cản mang tên ngôn ngữ. Cuộc sống bình dị bên ông xã kém tuổi và hai con. Khi đã là người phụ nữ gần 50 tuổi và đi qua những năm tháng đẫm nước mắt nhưng cũng trở đầy hào quang, giờ đây cuộc sống của Thái Thiếu Phân chỉ xoay quanh các con và người chồng thấu hiểu. Chuyện tình đẹp của cặp sao kéo dài 4 năm trước khi khép lại bằng một đám cưới hạnh phúc hồi tháng 1 năm 2008. Có nhiều người cho rằng Thái Thiếu Phân dại dột khi chọn lựa một người đàn ông kém hơn mình mọi thứ làm bạn đời, nhưng nữ diễn viên nổi tiếng từng tuyên bố, chuyên trấn cho cô cảm giác an toàn và bình yên. Họ cũng nhanh chóng đón hai công chúa xinh xắn lần lượt vào năm 2011 và 2013 trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè cùng khán giả yêu mến. Xuất hiện trong những chương trình truyền hình, Thái Thiếu Phân vẫn luôn dành cho chồng những lời ngọt ngào, tình cảm nhất. Nữ diễn viên sinh năm 1973 từng chia sẻ, cô lớn lên trong một gia đình sứt mẻ và không ít lần ghen tị đến phát khóc khi nhìn tổ ấm của người khác. Thế nhưng, từ lúc kết hôn với Trương Tấn, người đẹp có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của một gia đình đúng nghĩa và an tâm khi có một người để dựa dẫm. Cũng chính sự tận tâm, chu đáo và bao dung của ông xã kém tuổi, mái nhà của cặp sao vẫn luôn tràn ngập niềm vui trong suốt 10 năm qua. Trải qua hơn một thập niên bên nhau, tình cảm của Thái Thiếu Phân dành cho Trương Tấn vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Trong chương trình My Direct Ladies, nữ diễn viên vẫn một mực khen chồng là người đàn ông hoàn hảo, cao thượng vì đã bỏ qua quá khứ của vợ và luôn yêu thương, chiều chuộng cô. Nữ diễn viên phim Lực Lượng Phản Ứng cũng cho biết, ở thời điểm hiện tại, đứng trước bất cứ vấn đề quan trọng nào, cô đều hỏi ý kiến chồng. Tài tử không chỉ là người chồng biết cách chăm sóc vợ con, mà còn là người đàn ông luôn giúp cô giải tỏa mọi căng thẳng, áp lực trong cuộc sống. Giờ đây, khi đã có cuộc sống viên mãn, Thái Thiếu Phân vẫn không quên những năm tháng sóng gió năm xưa khi đã tôi luyện bản thân, trở thành người đàn bà rắn giỏi, mạnh mẽ. Cảm ơn những tháng ngày đen tối năm xưa đã giúp tôi có được sức mạnh để nỗ lực, đấu tranh cho hạnh phúc hiện tại. Minh tinh nổi tiếng một thời từng nhẹ nhàng nói về chuỗi ngày khó quên trong quá khứ. Trong 13 năm qua, Thái Thiếu Phân quyết định rút khỏi làng giải trí, trở thành hậu phương của chồng, giúp đỡ chồng và yêu thương, tôn trọng anh hết mực. Trong khi dư luận chê bai Trương Tấn là diễn viên kém cỏi, thua kém vợ, Thái Thiếu Phân vẫn một mực bày tỏ sự tin tưởng vào tài năng của chồng, đáp lại những lời nói anh núp bóng vợ. Trương Tấn từng nói, hạnh phúc cả đời và tương lai của tôi đều dựa dẫm hết vào cô ấy. Hiện, Thái Thiếu Phân tập trung kinh doanh thời trang trẻ em thay vì đóng phim. Nữ diễn viên xinh đẹp thấy hạnh phúc khi được tự tay chăm sóc các con, làm việc nhà hay chuẩn bị những bữa cơm cho chồng con. Thái Thiếu Phân chia sẻ, gia đình đã đem lại cho tôi nhiều điều hạnh phúc. Với sự động viên của vợ, Trương Tấn ngày càng thành công và hiện là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Trước những lời khen của đồng nghiệp hay nhận giải thưởng lớn, Trương Tấn đều nhắc đến vợ với sự biết ơn lớn lao. Tình yêu bình yên và giản dị của họ khiến Trương Tấn và Thái Thiếu Phân được mệnh danh là cặp đôi đáng mơ ước nhất làng giải trí Hoa ngữ.